Sáng nay ngày 29 tháng 8, cùng với học sinh nhiều địa phương trên cả nước, học sinh các cấp của Đà Nẵng đã tự trường chuẩn bị khai giảng năm học mới. Từ sáng sớm, học sinh nhiều trường bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của thành phố đã tập trung để nhận lớp, gặp giáo viên chủ nhiệm mới. Sau 2 năm không tự trường, không có lễ khai giảng do Covid-19, cả phụ huynh, học sinh lẫn giáo viên đều phấn khởi trước thềm một năm học bình thường. Sau một cái thời gian nghỉ dịch rất là dài và đưa con được trở lại vào lớp 1, một cái năm học mới, thì ông hy vọng là các con sẽ là an toàn trong mùa dịch và có một năm học thật nhiều niềm vui, học tốt và bình an. Ngày hôm qua con chuẩn bị khá là nhiều thứ như là áo quần, giày dép, sách vở. Buổi tối thì con cũng khá là háo hức và ngủ khá là muộn nhưng dậy cũng hơi sớm. Hôm nay thì con rất là vui khi mà được đến trường cũng như là gặp thầy cô, bạn bè và học tập. Trước đó những ngày qua, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã cho học sinh khối lớp 1 đến trường để có bước đệm cho năm học mới, giúp các em bước đầu làm quen với thầy cô, bạn bè, học tập chào hỏi, xếp hàng, sử dụng đồ dùng học tập cá nhân, đồ dùng học tập trong lớp. Trong ngày đầu tiên trở lại trường học, học sinh các cấp nhận lớp mới được hướng dẫn các nội quy nhà trường cũng như công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng. Hôm nay toàn trường tập trung thì các bạn lớp 1 tiếp tục làm quen với cô giáo. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn một số cái kỹ năng cơ bản để cho chuẩn bị cho các học tiểu học. Còn các bạn 2, 3, 4, 5 thì cô giáo cũng sẽ hướng dẫn một số cái kỹ năng cần thiết khi đi học, cũng như là trong các công tác phòng chống dịch khi đến trường. Và quan trọng là chuẩn bị cho các em một số cái sách vở để các em chuẩn bị cho năm học mới. Để đón học sinh tự trường sau 3 tháng hè, trước đó các trường học đã rà soát lại cơ sở vật chất, tổng vệ sinh trường lớp. Tại một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, sau khi nhận lớp, gặp thầy cô, bạn bè, học sinh cũng chung tay dọn vệ sinh xung quanh trường lớp. Thời gian qua, hè chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các phòng học, phòng bộ môn, các phòng chức năng và đã cho sửa chữa bổ sung đầy đủ. Có thể nói rằng là tất cả những cái vấn đề về cơ sở vật chất đã đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023. Khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức thống nhất toàn thành phố vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Lễ khai giảng năm học này vẫn sẽ diễn ra với chủ trương ngắn gọn, nhưng do học sinh trở lại trường sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên các trường sẽ ưu tiên các hoạt động văn nghệ để tạo không khí vui vẻ cho học sinh trước khi chính thức bước vào năm học mới.